Dạ, ông quạt tiếng ta. Ông đâu em, ông cứ ngồi sao. Rồi, ông dạo này có thịt quà quá trời ngon kìa. Ông già Noel người nước ngoài hả ta? Ông già Noel Việt Nam đi. Ông già cỡ tuần làm công ty người ta bán quà hả? Ông già Noel Việt Nam. Dạ cảm ơn chị rồi chậm hơn ông già Noel Việt Nam. Ăn lại hả? Rồi có cái chuông. Có chuông luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị ông già cho ống khói nha. Ông già Noel chuẩn bị cho ống khói. Ông già Noel đi ống khói hả? Leo lên nó dẻo xuống vậy ơi. Ông già Noel. Quá đẹp luôn cả nhà ông già. Giáng sinh an lành, giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas. Cả em ăn kem kem về, ăn kem về cái đậu xanh kia. Con già Noel cầm giấy. Bé Nhung qua đứng luôn con. Bé Su là bé nào đâu? Su. Bé Su ơi, quà cho Su. Bé Su. Bé Su có quà. Yên tâm đi, ông già Noel là bạn thân của ba. Nói đi nhậu với ba ngày hôm qua, giờ đi phát quà. Bye.
Thôi cảm ơn ông cho ông đi chạy show khác nữa mọi người ơi. Ông và Noel đi chạy show khác nữa. Rồi, cảm ơn nhà lên, lên mạng là khó hết. 100 người YouTube cái này ông già đi sợ ra một cái. Ông già em nổi tiếng luôn á. Rồi xin chào hết nha. Dạ, cảm ơn nha.